Xin kính chào tất cả quý vị chị các bạn ha. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở làng nghề trồng hoa đào ở Nhật Tân nhé. Thì hôm nay thì Kiên và một em nữa của Kiên là hai anh em đi qua bên này đi thăm làng nghề làng đào Nhật Tân ở đây. Thì tiện thể là Kiên quay lại chia sẻ với tất cả những cái gọi là cảnh ở đây cũng như là những cái hoa đào ở đây, xem là năm nay là bà con nông dân ở đây người ta trồng đào là có được mùa hay không nhé, có được giá hay không. Và Kiên sẽ cho mọi người ngắm hoa đào ở rất là đẹp, rất là đẹp cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà hãy cùng theo chân Kiên nhé. Ở đây thì năm nay thì nghe nói là mấy anh trồng đào ở đây, anh nói là năm nay thì đào cũng được giá nhé. Thì đời sống của bà con thì nó cũng khấm khá hơn rất là nhiều. Và đào năm nay thì hoa nào mà nở sớm á, thì nó gọi là nó người ta sẽ không có hoa đào mà nở sớm đây. Hoa đào nở sớm thì thương lái người ta sẽ không có mua, và người ta sẽ mua những cái hoa đào nào mà nó sẽ nở trễ và nở đúng vào dịp Tết. Đây hiện tại Kiên đang đứng bên những cái gốc đào đây, rất là đẹp. Trời thì rất là nắng nhá, nhưng mà Kiên sẽ đi quay cho cả nhà xem. Đấy cả nhà thấy không, tuyệt vời luôn. Ở đây thì có các loại đào như đào tím, rồi đào đỏ. Xin lỗi nha, không phải đào tím nhé, mà là đào hồng này. Đào hồng, đào đỏ nhé. Đây. Không có đào tím nha cả nhà, xin lỗi cả nhà. Nói lại. Đây đào hồng, đào đỏ. Đẹp, rất là đẹp. Rất là thơm nhá. Đây là đào hồng này, đào màu hồng và đào màu đỏ nhé. Đúng không? Đẹp quá cả nhà ơi. Wow, gió mát. Ở đây là gần sông Hồng luôn cả nhà. Bên trên đây là cầu Nhật Tân nhá. Đây cho cả nhà xem là cầu Nhật Tân. Đấy. Cầu Nhật Tân nhìn đang đứng ở bên ngay dưới gầm cầu luôn. Ở dưới gầm cầu là cái làng đảo Nhật Tân. Đấy, gió tóc bay phấp phới luôn. Ở đây ngoài trồng đào thì người ta còn trồng hoa cúc rồi hoa nhiều loại hoa khác, hoa cúc, hoa gì đó mà cúc, hoa hồng, hoa thực dược, đẹp quá. Đẹp quá cả nhà ơi, hoa đào đỏ rực cả một vùng luôn. Đây là những cái cây gọi là cà chua này, rồi cái đậu này, người ta xen kẽ trồng với cái đào. Rồi hoa cúc, hoa thực dược. Đấy, cả nhà thấy không, đẹp không? Rồi, ngoài này là sông Hồng này, chúng sẽ đi ra đây cho cả nhà xem sông Hồng nhé. Đây bên trên là cầu Nhật Tân. Bên phía dưới đây chúng ta là sông Hồng này. Ôi dưới này có một có loại hoa rất là đẹp này. Cái này là hoa gọi là hoa của cây rau thơm á.
Đây đây là cầu, bên trên là cầu Nhật Tân nhé cả nhà. Rồi chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong nhá. Rồi chúng ta sẽ đi vào bên trong ngắm hoa đào nhé cả nhà. Đây anh Kiên, thế nào anh Kiên? Đẹp quá. Lần đầu tiên ra ngoài này rất là đẹp. Cảm giác tuyệt vời quá. Ở đây người ta đã bấn các gốc đào, đào đẹp người ta đã bấn đi bán hết rồi. Chỉ còn là những cái gốc đào mà nó nở sớm, nó xấu thì người ta sẽ để lại và dưỡng cho năm sau. Đây, đào, hoa đào, hoa cúc, hoa thực dược. Đấy cả nhà thấy không, đào đẹp không, cái này nó đã nở hết rồi này, nở 80 đến 70, 80% rồi. Đây là cây đào vàng nhé, à đào đào tí, à đào đào hồng nhé. Đây là cây đào hồng này, đào hồng rất là đẹp, đào hồng, đào đỏ. Đây là những cây đào, đào đỏ nhé cả nhà. Đẹp quá. Mọi người có dịp hãy ghé đi Hà Nội vậy. Thì dịp Tết thì không thể là không ghé cái làng đào Nhật Tân. Làng nghề truyền thống trồng đào ở đây. Và ngắm hoa đào thì cảm giác rất là tuyệt vời. Đấy cả nhà thấy không, gốc nó không? Một gốc này thì có thể là bán đến từ 500 đến 1 triệu một gốc. Đây là cây đào hồng này, nó nở hết rồi cả nhà. À, ngoài trồng đào thì ở đây thì bà con ở đây còn người ta còn trồng thêm những bắp cải này, trồng xen kẽ bắp cải, rồi trồng thêm các loại hoa khác nữa. Đây là hoa cúc nhá. Đây lại đây xem cô chú đang bán đào. Con chào chú. Chú đang cắt đào à chú? Ô cây này đẹp này. Cây này đẹp. Có hơn triệu. Một nhành này là hơn triệu à chú? À. Cái này là hơn triệu nha cả nhà. Quá nó giả hơn rồi nhưng mà cũng không để đến 30 cắt mình trông làm sao được, nó
mấy chỗ, phải một chỗ đâu. Thưa ông, vừa ngủ ngồi uống nước mà nó còn sôi mất. Đây này ông anh mất mấy cành. Bê lên bố bê lên quận thế là ngồi trong lều làm luôn 3 cây luôn. Lên ô tô đi thẳng cổ. Đây này ngay để trong làng đây mà để trong chậu rồi nó còn mấy triệu một cây này, nó còn nhắc cả cũng lên. Ồ nó bê trộm mà. Thả chậu chỗ ngại đấy nhiều đấy. Nó bắt được mấy đứa nhà chân này gắn ô tô lên cắt 1.150 cành con chết người. Ui, trộm ghê thật. Nhưng mà nó ô tô nó chạy nó bắt được mỗi mỗi con đàn bà thôi chỉ trả giải quyết. Bắt được ô tô không? Cường, ô tô chạy được bắt được mỗi con đàn bà. Bắt được ô tô mày chết. Nhiều. Tóm được con kia thì ra hết. Đã bắt được người. Bắt được cho lên công an luôn. Đấy, cả công an luôn. Hôm qua cái vụ nó cướp taxi nó cắt cổ mẹ. Trời. Dã man. Một có mấy cái triệu vàng mà giết người ta. Biết tinh ngừa nó manh động quá. Ông ấy là gạt dẹo rồi. Ôi sao lại bẻ cái hoa đi chú nhỉ? Cho nó bớt đi. À cho bớt đi hả? Những cái hoa đầu. Hoa đầu bẻ ấy à. Hoa đầu bẻ bớt đi. Cướp để cho người ta sống nhỉ. Cắt cổ người ta. Ghê thật chứ. Giờ mà manh động thật. Ghê lắm. Những ông ấy là ông đây hái hoa đào nha cả nhà. Rồi, ông lên cơn rồi ông mới thế. Này ngắt lấy ít hoa này về đun nước cho vợ tắm. Ô, cái này thì gọi là đẹp da lắm đây. Quá tuyệt vời. Cái này là nó gọi là nấu trà được không chú? Không. À không được à? Cái này chỉ tắm thôi. Tắm thôi hả? Không làm nấu trà được hả? Đấy, thỉnh thoảng trong TV nó thả vào cái... À, thả vào cái bể tắm. Bồn bằng gỗ đấy. Dạ. Tắm mà đẹp da lắm này các kia phụ nữ. Có ai được nhảy vào cái bồn mà có cái hoa này để tắm? Quá đẹp luôn. Đọc. Vặt đi nhìn đẹp. Đặc nụ luôn. Đặc nụ luôn. Cái này phải vặt. Phải vặt đi không là nó đặc nụ. Không được để nhiều hoa ra. Năm nay đào có gọi là được giá không chú? Hay là rẻ hơn năm ngoái? Đẹp thì vẫn được giá. Đẹp vẫn được giá đúng không? Hoa thì là vô giá. Nó như thế này thì nói chung là hoa là vô giá đúng không? Hôm nay thời tiết mà nó lạnh. Tầm này mà nó rét ấy là đắt mà cứ ông không thích cho ông chưa chắc ông đã lấy. Riêng của hàng hoa nhá, cho không đắt khi mà nó đã ế. Đúng rồi, cho không lấy. Không lấy luôn. To quá người ta. Còn nếu mà nó đã đến lúc nó đắt đuổi người ta không đi. Đúng. Nên lăn ồ kỳ ha. Giống như thế mà. Dạ. Đúng hàng hoa này nó. Hoa nó vậy. Cô đi, đắt đắt thế thôi. Vâng, không đây. Quá nó phải có. Cũng phải có ít hoa to. Đây bác yên tâm. Cái này là được rồi. Đây, cái hoa to nào vào. Những cái này đi nó cũng rụng. Gió không, đã vặt rồi gió hết cái này anh trở về nhà sao không anh? Anh trở về ngay đấy, hết rồi. Ô, dùng luôn, dùng cành luôn. Dùng để cho cái nào nó dụng là mình vặt cái này. Nó cho cái đài ra mình vặt con dễ. Đấy. Thôi. Còn đâu là để lại hoa. Ở đây chú trồng đào bao nhiêu năm rồi chú? Lâu lắm lắm. Chú trồng đào mấy chục năm rồi. Các sếp đây thì gọi là à, cái làng nghề này chắc cũng phải mấy chục năm rồi nhỉ. Trăm năm rồi. Trăm năm rồi. Thôi được rồi, anh cắt đi. Wow, đẹp quá cả nhà. Đây nhá. Vâng, đây xem chú cắt tàu bán cho khách nhé. Đây một nhành này là hơn triệu đấy. Đây rồi. Nụ không. Ô cây này mới đẹp cả nhà. Này nở hết rồi cả nhà ơi. Hoa đào đẹp quá. Đây là để xem chú buộc nhành trở về này.
Ở đây là mọi người đến tận vườn mua luôn hả chú? À, lái người ta có đến đây mua không chú? Có chứ. À, lái đến đây mua nhiều không? Đa số là lái đến. Thực ra em nói thật, bán luôn cho dân buôn rẻ một tí nhưng mình thu cả mớ về luôn. Nó hay hơn là chú này anh bán hầu như gần hết rồi chứ cần bán hết. Mình làm cả năm là ông cứ thu mẹ tiền về, không phải lằng nhằng nhiều người cho một cái gốc như đó như tập phẩm. Cái này phải giúp cho. Nhà chú trồng được nhiều không? Được mấy bao nhiêu sào? Hai vườn thế này. À, hai vườn à. Từ đây ra tận bờ sông lấy hai vườn. Nhiều đấy. Mấy tên giới cũng mệt mỏi lắm. Dạ. Cái này trồng Tết cũng phải trồng dữ lắm ha. Sợ trộm á. Dạ, cắt trộm. Đấy, ngày xưa làm cùng ông Thịnh Kiều ấy, anh em ông sửa ông Đằng ấy. Dạ. Rồi. Đấy, ông làm cả nương béo. Bố Đằng về sau đi làm thì cúng đấy. Nhè, bây giờ ông đi ông cúng bái á. Ông sửa là ông cậu đấy. Ông ấy toàn sưu tập các cái đồ cổ, tiền cổ rồi lung tung, ông đủ môn. Nương béo nữa. Béo như mặt như là mặt như Phạm Thị Duyệt, da chì. Nương béo. Đấy, vừa rồi thì Kiên đã chia sẻ với cả nhà cái vườn đào Nhật Tân trong làng nghề trồng đào ở đây nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Giờ Kiên sẽ đi vào trong kia đi tham quan một vòng trong này nhé.